đúng địa chỉ đây rồi. Chào anh là Đại. Vâng, anh là... Chúc mừng anh đã trúng giải thưởng qua vòng quay may mắn ở công ty chúng tôi. Ngoài ra anh còn nhận được 500 triệu tiền mặt. Chào anh ạ. Xin lỗi anh, mới làm trong ngành này, lần đầu tiên lừa đảo nên không nhịn được cười. What? Chào anh lần nữa. Xin lỗi anh, nãy tôi chưa chuẩn bị xong. Tiền anh nãy giờ. Tôi đúng là lừa đảo thật. Mấy cái tặng quà kia là để làm màu đấy. Cô nói trúng thưởng 500 triệu là để lừa đảo đấy ạ. Cái thằng nhìn cũng thật tệ, chưa lừa đã khai. Ông chủ nói nếu lừa thành công sẽ thưởng nóng 100 triệu. Hay giờ anh em mình hợp tác rồi chia đôi. Có chuyện ngon như vậy nữa hả? Giờ anh chuyển trước cho em 50 triệu, giả vờ bị lừa ạ. Ông kia, 50 triệu trong thẻ đâu? Nó bảo tôi giả vờ bị lừa, giờ nó tắt máy rồi. Ôi trời ơi, biến khỏi nhà tao.